đến tên tuổi của Nguyễn Du là từ trong tiềm thức của mỗi người yêu văn chương sinh ra đến. Trước tiên, ông là hiện đại thi hào của dân tộc Việt Nam. Ông để lại cho đời một số lượng tác phẩm thơ ca rất đồ sộ. Thứ hai, em phải nhớ đến Nguyễn Du còn là danh nhân văn hóa thế giới, được UNESCO công nhận. Đối với một phần mở bài thì em đã biết tác giả, tác phẩm, hoàn cảnh sáng tác và phong cách nghệ thuật. Trong đó, phong cách nghệ thuật là điều chúng ta cần phải quan tâm nhất. Khi chúng ta nói về đại thi hào Nguyễn Du, nói về phong cách văn chương của ông, ta đến với những vần thơ của Tố Hữu trong bài Kính Gửi Cụ Nguyễn Du đã từng viết: tiếng thơ ai động đất trời, nghe như non nước vọng lời ngàn thu, nghìn năm sau nhớ Nguyễn Du, tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày. Nói đến phong cách văn chương của Nguyễn Du là ta nhớ đến có thể gói gọn lại trong một chữ thương. Nhớ nhớ, ông thương cho rất nhiều những số phận con người, và có một đề tài cứ trở đi trở lại trong văn chương của ông, đó là những con người tài hoa bạc mệnh. Tài hoa bạc mệnh, được chưa? Các em đã từng biết đến ai? Đến Vương Thúy Kiều. Thanh y hai lần, thanh lâu hai lần, bị lấy về làm vợ lẽ hai lần, và bị bán vào lầu xanh cũng hai lần, được chưa? Trước Thúy Kiều, chúng ta đã từng biết đến Đặng Tiên trong văn chương của Nguyễn Du. Rồi ai nữa? Rồi ở đó còn có cả người đàn bà đánh đàn thành Thăng Long. Một câu chuyện có thật, một người bạn tri âm tri kỷ của Nguyễn Du cũng tài hoa bạc mệnh. Và sau đó thì ta đừng nên bỏ qua, đó là Tiểu Thanh trong tác phẩm Độc Tiểu Thanh Ký. Nghe nhớ. Vậy trước tiên chúng ta phải tìm hiểu này. Em phải nhớ đến nếu Nam Cao là một nhà nhân đạo chủ nghĩa của văn học Việt Nam thời hiện đại, thì Nguyễn Du lại là nhà nhân đạo chủ nghĩa của văn học Việt Nam thời trung đại. Nghe nhớ. Có thể nói đọc những vần thơ của Nguyễn Du, ta thấy ông thực sự là một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. Ông luôn luôn tước thương xót cho những số phận con người. Em để ý nhé, ông có xuất thân là một người quyền quý, là con của quan Tư Đồ, là Cốc Ấm. Thế nhưng 10 năm binh biến xảy ra, khi các tập đoàn phong kiến nổi lên, thì ông đã có 10 năm mà ông gọi đó là 10 năm gió bụi, được chưa? Gần gũi với nhân dân, thấu hiểu nỗi thống khổ của nhân dân. Cho nên trong thơ ca của Nguyễn Du, ông thực sự là một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn của văn học Việt Nam trung đại. Không phải ngẫu nhiên ông trở thành danh nhân văn hóa thế giới, được thế giới công nhận. Xử lý này, chúng ta nói tác phẩm này này. Tác phẩm này là Độc Tiểu Thanh Ký, dịch ra có nghĩa là Đọc Tiểu Thanh Ký. Vậy thì trước tiên khi học bài này, điều đầu tiên các em cần quan tâm đó là Tiểu Thanh là ai? Nhớ không? Nào, Tiểu Thanh là ai? Chúng ta biết gì về Tiểu Thanh? Trước tiên này, em phải nhớ này, Tiểu Thanh là một cô gái người Trung Quốc, sống cách Nguyễn Du 300 năm về trước, được chưa? Sống dưới thời nhà Minh. 16 tuổi, xinh đẹp, tài mạo xuất chúng hơn người, cầm kỳ thi họa đều tài năng. Thế nhưng, thì nhá, vì nhà quá nghèo, cho nên Tiểu Thanh được gả cho một người họ Phùng về làm vợ lẽ. Gả cho người nhà họ Phùng này, em ý này, gả cho người họ Phùng, và số phận của người phụ nữ trong xã hội phong kiến không được coi trọng, rõ ràng chỉ như một món hàng. Nhớ nhớ, lấy về rồi thì luôn luôn bị người vợ cả ganh ghét, đố kỵ, chèn ép đủ điều. Bởi vậy mà cô phải lui về ở Cô Sơn. Trong quá trình ở Cô Sơn thì cô dồn tâm tư của mình vào thơ ca. Cô viết rất nhiều những bài thơ, thậm chí thuê người vẽ chân dung của mình, vẽ đến 3 lần mới được, nhớ nhớ, mới vừa ý của Tiểu Thanh. Tự lập bàn thờ cho chính mình, đau đớn tủi hờn ở Cô Sơn. Bản thân khi cô về ở Cô Sơn thì người chồng cũng không đến nữa, nhớ nhớ.
ở đây, ở trong cay đắng tủi hờn, ở trong đơn độc ở cô sơn. Thế nhưng này, em nhìn này, khi có những thời điểm chúng ta nhận thấy là dân gian kể lại rằng cô nhìn vào bức vẽ của mình, cô tự thắp hương cho ban thờ của mình, tự thương cho số phận của mình, khóc nấc lên một tiếng và chết. Chưa dừng lại ở đó, người vợ cả tiếp tục đuổi cùng giết tận nhá, đốt hết thơ ca của cô, đốt tranh của cô, thậm chí đập đổ bàn thờ. Bài thơ này là bài thơ của Nguyễn Du viết cho Tiểu Thanh, thương xót cho nàng Tiểu Thanh, thì gọi là đọc Tiểu Thanh ký, dịch ra là đọc Tiểu Thanh ký, để ta thấy được tấm lòng, tâm hồn của nhà thơ Nguyễn Du, một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. Được chưa? Câu chuyện về nàng Tiểu Thanh nhá. Nào, em nhìn này, số lượng bài thơ của Tiểu Thanh để lại cho đời là không nhiều. Nhân dân siêu tầm lại được khoảng 20 bài thơ còn sót lại và được gọi là phần dư. Phần dư là những bài thơ, những tác phẩm còn sót lại, khoảng 20 bài thơ. Được chưa? Bài thơ này nó được viết theo thể thơ đó là thất ngôn bát cú đường luật. Các em biết rồi, thất ngôn bát cú là 7 chữ và 8 câu. Được, cả bài cũng chỉ có 8 câu mà thôi. Được chưa? Nó sẽ là gì đấy? 2-2-2-2 này. Đó là đề này, thực này, luận này, kết này. Đề mở ra vấn đề này. Được chưa? Thực miêu tả sâu này, đúng không? Luận là mở ra ý mới này. Kết là khép lại vấn đề. Ta sẽ xử lý được câu nhá. Tây Hồ Hoa Uyển Tân Thành Khư. Nào, Ngô Minh Ngọc, phân tích câu này như nào? Tây Hồ Hoa Uyển Tân Thành Khư. Ừ, Tây Hồ là gì? À, anh tưởng Tây Hồ là Hồ Tây. Đúng rồi. Trước tiên ta phải nhớ đến này, ta có thể chia câu này ra 4 ý, 4 tiếng đầu là một ý, 3 tiếng sau lại là một ý khác. Được chưa? Tây Hồ trước tiên phải được hiểu này, đó là một danh lam thắng cảnh ở Trung Quốc. Tây Hồ không phải Hồ Tây nhá. Tây Hồ là một danh lam thắng cảnh ở Trung Quốc. Được chưa? Là một chốn phồn hoa đô hội ở Trung Quốc. Hoa Uyển, 4 tiếng đầu là nói về quá khứ. Quá khứ ở nơi đây là cảnh đẹp. Được chưa? Là thiên nhiên rất đẹp, diễm lệ, mỹ lệ, nhưng đó chỉ là quá khứ. Được chưa? 3 tiếng sau thì lại nói về hiện tại. Đấy nhá. Tân Thành Khư trong bản dịch của Vũ Tam Tập viết là hóa gò hoang. Em nhìn đây, ở đây tiếc rằng cái từ tân này này, nếu như dịch đúng ra nó phải là sạch bách, không để lại bất cứ một điều gì thì nó được gọi là tân. Nhưng ở đây dịch thành hóa gò hoang, như vậy là chưa sát nghĩa cho lắm. Đấy nhá. Tân Thành Khư, ta có thể hiểu này, 3 tiếng sau là nói về hiện tại. Cảnh đẹp hóa cỏ hoang. Được chưa? Người đẹp thì đã mất đi rồi. Tây Hồ là nơi mà Tiểu Thanh có 2 năm cô đã từng sống ở đây. Được chưa? Có thể nói hai câu thơ đầu nói về nguyên cớ viếng Tiểu Thanh. Đó. Được chưa? Anh hỏi các em nhá, nhưng trên thực tế Tây Hồ có hóa cỏ hoang không? Không. Đến tận ngày hôm nay thì Tây Hồ vẫn là một danh lam thắng cảnh của đất nước Trung Hoa. Nhá. Câu thơ sau này, đập điếu song tiền nhất chỉ thư. Nào, nguyên cớ viếng nàng Tiểu Thanh ở đây là gì đấy? Chúng ta hơi tiếc rằng đập điếu lại bị dịch thành, dịch thành thổn thức. Dịch như thế này cũng chưa phải là sát nghĩa, bởi vì thổn thức là khóc lên thành lời. Còn đập điếu là gì? Đập điếu là khóc và kìm nén cái nỗi đau lấy vào bên trong. Nhớ nhớ. Tiếc rằng đập điếu lại bị dịch thành thổn thức. Được chưa? Ở đây có một từ mà các em cần quan tâm này. Ông nói về cái cách viếng nàng Tiểu Thanh này, nhà thơ này sử dụng hai từ, hai từ khác âm nhưng lại cùng nghĩa, đó là từ đập và từ nhất. Nhớ nhớ. Hiểu phải hiểu như này này. Một mình ta đang viếng một mình nàng. Một bài thơ nhập thân, đặt mình vào người khác để thấu hiểu nỗi đau của người khác. Vì vậy mà viết đập điếu song tiền nhất chỉ thư. Viếng ở đây không phải là sang Trung Quốc, không phải đến Tây Hồ, mà viếng ở đây chỉ đơn thuần là thông qua một tập sách hoặc là những bài thơ của Tiểu Thanh mà thôi. Nhà thơ này đốc lòng trắc ẩn, ông viết bài thơ này thương cho Tiểu Thanh.
để em thấy được cái tiếng thương của Nguyễn Du nó sâu sắc đến như thế nào. Một người cô gái không cùng thời đại, cách Nguyễn Du 300 năm, không cùng giới, đúng nhớ, một người là nam, một người là nữ, hiểu nhớ, lại còn không cùng triều đại, không cùng quốc gia, đất nước. Vậy mà Nguyễn Du lại thấu hiểu được nỗi đau của Tiểu Thành. Một nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn, không phải ngẫu nhiên mà Tố Hữu ví cái âm tư tình cảm, ví cái phong cách văn chương Nguyễn Du gói gọn lại trong một chữ thương, ví von với tiếng ru của mẹ giữa ngày. Nhớ nhớ, thân thương gần gũi, mộc mạc mà lại thương xót cho số phận của người khác. Đó là cách viết của Nguyễn Du. Hai câu đầu là nguyên cớ viếng Tiểu Thanh, làm cách viếng Tiểu Thanh chỉ thông qua một tập sách Một Mình Ta Viếng Một Mình Nàng. Cảnh đẹp thì đã mất đi rồi, người đẹp thì cũng đã bị lãng quên mất rồi nhá. Hai câu tiếp theo này em nhìn này, đó là hai câu thơ, nó mô tả nhiều, gọi là hai câu thơ thực, mô tả nhiều, mô tả sâu này. Chúng ta sẽ biết về câu chuyện của Tiểu Thanh một cách rõ nét hơn. Chi phấn dịch ra là son phấn này, đúng rồi nhá. Chi phấn hữu thần, son phấn có thần. Hiểu thế nào đấy? Son phấn có chỉ đơn thuần là những đồ vật để làm đẹp của người phụ nữ không? Có phải thế không? Mà son phấn ở đây phải hiểu theo nghĩa hoán dụ. Hiểu nhá? Son phấn ở đây là khẳng định tài mạo xuất chúng, xinh đẹp hơn người của Tiểu Thanh. Và cái vẻ đẹp ấy không chỉ đơn thuần là vô tri vô giác. Vẻ đẹp ấy là vẻ đẹp có thần, có hồn. Hiểu nhá? Cái vẻ đẹp của Tiểu Thanh không phải ngẫu nhiên vẽ tranh đến 3 lần mới toát ra được cái thần thái của Tiểu Thanh, đúng không? Vẻ đẹp ấy nó tượng trưng cho niềm tin, tình yêu, khát vọng của Tiểu Thanh. Tuy nhiên, sinh đẹp chết vẫn hận. Anh hỏi em nhá, cái nỗi hận ấy nó hướng đến những ai? Nào, thứ nhất là hướng đến người chồng, đúng không? Sinh đẹp nhưng vẫn phải chết trong tuổi hờn. Người chồng ở đây không bảo vệ được Tiểu Thanh, không nâng niu được Tiểu Thanh, không yêu thương Tiểu Thanh. Đó là cái nỗi hận thứ nhất. Nỗi hận thứ hai đó là hận người vợ cả, ganh ghét đố kỵ. Nhìn sâu xa hơn đó là cả xã hội phong kiến đương thời. Những con người xinh đẹp nhưng lại không được trân trọng. Người phụ nữ cũng chỉ như món hàng. Tiểu Thanh cũng giống như biết bao nhiêu những cô gái khác trong văn chương của Nguyễn Du mà thôi. Thấy chưa? Bởi vì đề tài trở đi trở lại cho văn chương Nguyễn Du, những con người tài hoa và bạc mệnh. Nếu như chi phấn, son phấn là tượng trưng cho vẻ đẹp hơn người của Tiểu Thanh, thì văn chương ở đây lại là tượng trưng cho tài năng của Tiểu Thanh, cầm kỳ thi họa. Văn chương vốn dĩ nó không có số mệnh, nó không có cuộc đời. Thế nhưng văn chương ở đây đốt chỉ còn lại khoảng 20 bài thơ được nhân dân siêu tầm lại, còn lại 20 bài thơ được gọi là phần dư mà thôi. Được chưa? Tài năng thì bị trả đạp, xinh đẹp thì không được yêu thương, xinh đẹp chết vẫn hận, chết trong cay đắng tủi hờn. Đó là vẻ đẹp của hai câu thơ, hai câu thơ thực mô tả nhiều về cuộc đời của Tiểu Thanh. Và chúng ta lý giải được tại sao Nguyễn Du lại thương cho số phận của Tiểu Thanh, một con người tài hoa nhưng bạc mệnh. Các em biết đến nhá, trong một bài Thất Ngôn Bát Cú hay Thất Ngôn Tứ Tuyệt cũng vậy, ở những cái câu ở khoảng giữa của nó luôn luôn là những câu thơ có ý là gì đấy, là chuyển ý. Trong một bài Thất Ngôn Tứ Tuyệt nhá, khai thừa chuyển hợp, đúng không, thì câu thơ thứ ba là câu thơ chuyển, nó khép lại ý cũ và mở ra ý mới. Còn trong bài thơ này cũng vậy, hai câu thơ đó là hai câu thơ ở 5-6 này, nó cũng sẽ khép lại ý cũ và mở ra ý mới. Từ câu 5 đổ đi có thương Tiểu Thanh không? Không. Từ câu 5 đổ đi này là từ cái nỗi đau khổ của Tiểu Thanh, việc xót thương cho Tiểu Thanh, nhà thơ này thương cho biết bao nhiêu những con người khác. Nhớ nhớ. Vì vậy ông gói gọn lại trong hình ảnh cổ kim hận sự, nghĩa là nỗi đau cổ kim. Cái nỗi đau khổ này của những con người tài hoa bạc mệnh không dừng lại ở Tiểu Thanh, mà rất nhiều những con người phải chịu nỗi đau này. Các em biết đến Kiều, Thanh Y hai lượt, Thanh Lâu hai lần. Nhớ. Chúng ta biết đến Đạm Tiên, chúng ta biết đến Thăng Long cầm giả ca, người đàn bà đánh đàn thành Thăng Long, một người bạn tri âm tri kỷ của Nguyễn Du. Đấy nhá. Thế nhưng về sau cũng trở nên bị khinh rẻ. Chúng ta biết đến Đỗ Phủ. Nào, nếu Lý Bạch là một ông tiên thơ thì Đỗ Phủ là một ông thánh thơ. Vậy mà một người tài năng như Đỗ Phủ cũng gì đấy?
Một người tài năng như Đỗ Phủ cũng phải chết trong ốm đau bệnh tật và đói nghèo, hay Khuất Nguyên nhảy sông mà tự vẫn. Thậm chí Nguyễn Du đã từng viết văn tế thập đại chúng sinh, ông thương rất nhiều số phận con người, từ người ăn xin cho đến những cô kỹ nữ, vân vân. Được chưa? Ông gọi đó là nỗi hờn kim cổ. Được chưa? Nỗi hờn từ xưa đến nay rất nhiều người mắc cái nỗi đau khổ này. Ngửa mặt lên trời, trời cũng đi vào bế tắc. Tiếc rằng trong bản gốc ngã lại bị dịch trong của bản dịch thơ của Vũ Tam Tập lại trở thành khách. Khách là người ngoài, còn ngã là chính mình. Dịch như thế này cũng là chưa sát nghĩa. Như chúng ta nhận thấy nhá, mặc dù vẫn còn những lỗi sai trong bản dịch của Vũ Tam Tập, thế nhưng đến tận ngày hôm nay chưa ai khắc phục được những lỗi trên. Cho nên đọc Tiểu Thanh Ký của Vũ Tam Tập vẫn là sát nghĩa nhất với đọc Tiểu Thanh Ký của Nguyễn Du. Anh đọc ngay rồi: văn dĩ tải đạo, thi dĩ ngôn chí. Đã là văn chương thì phải truyền tải được đạo lý, đã là thơ ca thì phải truyền tải được chí làm trai. Ok, đồng ý nhá. Vậy thì những cái câu thơ cuối của một tác phẩm thơ luôn là những câu thơ hay nhất. Được chưa? Vậy anh hỏi ngay này, hai câu thơ cuối thương ai đấy? Thương ai? Thương cho chính mình. Thế tại sao ông thương chính mình? Ông đau khổ cái gì thế? Bất chi tam bách này, em đừng nghe. Bất chi tam bách là lấy mất thời gian là 300 năm nhá. Giống như ông đã từng thương cho Tiểu Thanh, một con người khác thời đại. Được chưa? Ông cũng đặt ra một câu hỏi cho hậu thế: liệu 300 năm lẻ nữa, người đời ai thương, ai thấu hiểu cho nỗi đau của Tố Như hay không? Nghĩa là chính mình, đúng không? Ông mong có người hiểu mình. Nhưng câu thơ này có gì vô lý? Vô lý ở đây là gì em biết không? Em có biết cái sự vô lý trong bài thơ này là gì không? Thứ nhất nhá, chúng ta nhận cái này. Có một cái điều rất vô lý trong bài thơ này. Nó khác với những bài thơ văn học trung đại khác mà anh đã từng dạy các em. Thường thì ở những câu cuối nó luôn luôn là điển cố điển tích, đúng không? Tại sao? Tại vì trong thơ xưa, thi pháp người ta quan niệm rằng đó là thi pháp phi ngã, nghĩa là không được viết tên của mình vào bài thơ, không thể hiện cái tôi của mình. Nhưng trong bài thơ này lại có Tố Như. Đây là điều đặc biệt thứ nhất. Thứ hai là ông muốn, rõ ràng là từ thương người, ông thương cho chính mình. Vậy thì cái nỗi đau của Nguyễn Du là gì các em biết không? Ông có nỗi đau gì? Không cha không mẹ chí vẻo à? Không phải mất cha mất mẹ sớm, đấy không phải nỗi đau của Nguyễn Du. Anh không muốn nói đến cái nỗi đau này. Nỗi đau ở đây này là nỗi đau trong chí làm trai của ông. Em phải biết rằng người xưa có quan niệm nhá, tôi chung không thờ hai chúa. Có đúng không? Một người nam nhi ở đời chung quân ái quốc, tôi chung không thờ hai chúa, không thờ hai vua bao giờ. Nhưng Nguyễn Du thì lại làm quan hai triều. Trước thì ông làm quan dưới triều nhà Lê, sau thì ông làm quan dưới triều nhà Nguyễn. Đấy nhá. Mặc dù ở thời đại nào đi chăng nữa thì Nguyễn Du vẫn đều làm quan lớn và đều gì đấy, đều được trọng dụng. Nhưng ông vẫn có một cái nỗi hờn, nỗi chấp ở trong lòng mình. Được chưa? Về cái đạo lý ở đời, tôi chung không thờ hai chúa. Vì chuyện binh biến xảy ra mà ông trở thành quan hai triều, đây là cái nỗi đau của ông. Và ông không xưng là Nguyễn Du, đại thi hào của dân tộc, mà ông xưng là Tố Như. Chỉ đơn giản là một Tố Như nhỏ bé, côi cút, cô đơn mà thôi. Mong muốn cuộc đời này sau 300 năm nữa sẽ có người thấu hiểu cho nỗi đau khổ của mình. Chưa cần đến 300 năm sau, đã có Tố Hữu thương ông. Tiếng thơ ai động đất trời, nghe như non nước vọng lời nhìn thu. Nhìn năm sau nhớ Nguyễn Du, tiếng thương như tiếng mẹ ru những ngày. Hay Chế Lan Viên đã từng viết trong bài Người Đi Tìm Hình Của Nước, khi Nguyễn Trãi viết thơ và đánh rằng Nguyễn Du viết kiểu đất nước hóa thành văn. Và giờ đây, ngày hôm nay, hàng triệu học trò trên khắp cả nước thấu hiểu được nỗi đau của Nguyễn Du. Từ những vần thơ này của Nguyễn Du, trong đọc Tiểu Thanh Ký, ta có thể thấy được ông xứng đáng được mệnh danh là đại thi hào của dân tộc Việt Nam, là danh nhân văn hóa thế giới, là nhà nhân đạo chủ nghĩa lớn. Máu của ông luôn luôn nhỏ trên đầu bút ông thương cho những số phận con người. Đó chính là vẻ đẹp trong văn chương của Nguyễn Du.